Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2022, ngành thủy sản đã góp phần tạo nên một thương hiệu quốc gia cho Việt Nam khi có kim ngạch xuất khẩu đạt mức 11 tỷ đô. Đưa nước ta vào nhóm ba nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu thế giới, có thể nói là Việt Nam đã trở thành dựa thủy sản lớn của toàn cầu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một yếu tố khiến cho sự phát triển của ngành thủy sản thiếu bền vững, đó chính là thẻ vàng về hoạt động đánh bắt thủy sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định EU của Ủy ban châu Âu EC. Như vậy, để ngành thủy sản có thể phát triển bền vững và tiếp tục đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước, thì đảng, chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói chung cũng như là tỉnh Kiên Giang nói riêng đã và đang thực hiện những giải pháp gì để tháo gỡ thẻ vàng. Đó là nội dung chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình tọa đàm hôm nay với chủ đề công tác tuyên truyền, vận động và ngăn chặn xử lý đối với tàu cá vi phạm dùng biển nước ngoài. Và bây giờ chúng tôi xin trân trọng giới thiệu các vị diễn giả sẽ tham gia chương trình. Đại tá Nguyễn Trường Giang, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang. Bà Lưu Thị Trang Đài, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang và Đại tá Nguyễn Văn Tranh, Phó Tư lệnh Pháp luật Bộ Tư lệnh Dùng Cảnh sát biển 4. À, trước hết thì xin cảm ơn các vị diễn giả đã nhận lời mời tham gia chương trình. Và câu hỏi đầu tiên chúng tôi muốn trao đổi với Đại tá Nguyễn Trường Giang à, thưa đại tá là lực lượng gần ngư dân hiểu ngư dân nhất à, theo đánh giá của lực lượng biên phòng thì hiện nay công tác tuyên truyền vận động bà con ngư dân chấp hành pháp luật nói chung cũng như là pháp luật về chống khai thác iuu đặc biệt là không khai thác thủy sản trái phép tại vùng biển nước ngoài đã đạt những kết quả như thế nào thưa đại tá thưa quý vị và các bạn thì như quý vị và các bạn đã biết thì, thì kiên Giang có cái vùng biển rộng là 63.000 km2 có cái uh, khu vực là vùng nước lịch sử chung với lại uh, Campuchia là 16.000 km2 và cái lượng tàu cá của Kiên Giang là đến tính đến thời điểm hiện tại là khoảng là uh, 9.456 chiếc trong đó là đối với tàu cá là khai từ 15 m trở lên uh, là có hơn 3.000 chiếc với cái vị thế là ở kiên giang ấy là có năm quần đảo và có hơn hai trăm cái đảo lớn nhỏ trong đó có đảo ngọc phú quốc thì lợi thế như thế thì về cái phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng thì trong cái thời gian qua thì luôn được là quan tâm chính phủ và cùng như tỉnh ủy ủy ban nhân tỉnh đã có nhiều giải pháp để phát triển cái kinh tế xã hội trong đó là có về cái công tác là khai thác cái thủy sản tuy nhiên là trong cái việc khai thác của thủy sản trong cái thời gian qua thì nhiều cái ngư dân là cũng chưa chấp hành tốt các cái quy định về cái khai thác hải sản về cái chống khai thác IUU đặc biệt là còn còn tình trạng là đưa tàu cá đi ra vùng biển khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài đấy trước cái tình hình đó thì theo cái chức năng nhiệm vụ được giao đấy thì bộ đội biên phòng kiên giang ấy đã, đã đẩy mạnh triển khai toàn bộ các cái giải pháp chống khai thác Ajuju trong đó là có cái biện pháp là tuyên truyền vận động ngư dân. Thưa quý vị và các bạn, thì cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật của ngư dân đây nó là vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp xuyên suốt quan trọng trong cái quá trình là chống cái khai thác Ajuju. Đấy, thời gian qua thì Bộ đội biên phòng đã độc lập và phối hợp với lại các cơ quan và chính quyền địa phương là tuyên truyền là bằng cái nhiều cái biện pháp kể trên là tuyên truyền tập trung, tuyên truyền qua các cái hệ thống thông tin báo chí và các qua cái trang mạng xã hội. Đấy. thì trong cái kết cái kết quả về công tác tuyên truyền ấy, thì về tuyên truyền tập trung thì bộ đội biên phòng đã là tuyên truyền là được là 5.117 ngư dân trong đó là được 28 cuộc là có 5.117 ngư dân tham gia đấy qua các cái công tác tuần tra kiểm soát thì đã là tuyên truyền trực tiếp cho là các cái chủ tàu và các cái thuyền trưởng và các thuyền viên trên các tàu cá và yêu cầu các cái chủ tàu thuyền trưởng là viết cam kết là không đưa tàu cá sang vùng biển nước ngoài. Đấy. Song song với để cái công tác tuyên truyền ấy, thì là bộ đội biên phòng cũng là đã phát là hơn 3.000 cái tờ rơi kêu gọi của Chủ tịch Ủy nhân tỉnh Kiên Giang về là không khai thác thủy sản trái phép, không đưa tàu cá sang khai thác vùng biển trái phép ở vùng biển nước ngoài. Phát là hơn 1.500 cái cuốn tài liệu về những điểm khai thác Ayuzu và tặng cho bà con ngư dân là hơn 650 cái cờ tổ quốc có cái hình ảnh và một trăm bốn mươi tám cái hình ảnh Bắc hồ để mà trong qua đó thì bên bên cạnh đó thì bộ đội biên phòng kiên giang là cũng là đã là tiến hành là hỏi thăm những cái ngư dân là có chủ tàu là có tàu cá bị bắt giữ và những cái ngư dân là bị giam giữ ở cái ở các cái nước mà các có tàu cá của việt nam các tàu cá là vi phạm và bị giam giữ ở bên đó và chúng tôi muốn trao đổi với bà Lưu Thị Trang Đài. À, à, thứ ba thì theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, à, đến nay vẫn còn khoảng 60% các vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại các địa phương chưa được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Như vậy thì trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, à, tình hình trên diễn ra như thế nào thưa bà? Chúng ta có thể thấy rằng là việc à, đấu tranh ngăn chặn à, hành vi vi phạm khai thác EU để gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC là nhiệm vụ hết sức cấp bách, có ý nghĩa hết sức là quan trọng đối với đời sống của ngư dân cũng như là các cái doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản và uy tín của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Từ đó thì chính phủ cũng đã chỉ đạo và Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh cũng đã có nhiều cái nghị quyết, chỉ thị, chỉ đạo rất quyết liệt trong vấn đề là xử lý ngăn chặn tàu cá vi phạm khai thác EU. Tuy nhiên thì thời gian qua cho thấy rằng là cái việc mà vi phạm khai thác EU là có giảm đáng kể, nhưng mà tình hình vi phạm thì vẫn còn diễn ra. Thì ở địa phương tỉnh kiên giang thì thấy rằng là À, việc mà khai thác à, vi phạm iuu là hiện nay à, chưa được xử lý triệt để à, thứ nhất là cái à, tình trạng mà tàu cá là mất kết nối à, nhưng mà cái công tác là à, phát hiện à, lập biên bản xử lý à, tàu cá mất kết nối là chưa được quyết liệt và thiếu chặt chẽ à, rồi à, là một số là phương tiện vi phạm là à, coi như cố tình là không chấp hành cái yêu cầu à, đưa tàu cá về để mà phối hợp xử lý vi phạm họ coi như là không về địa phương à, và như vậy thì à, cái việc mà thu thập thông tin à, xử lý vi phạm à, của à, các cái phương tiện thông qua hệ thống à, thiết bị giám sát hành trình gặp rất nhiều khó khăn do không đủ tài liệu chứng cứ để mà xác lập hành vi vi phạm và bên cạnh cái vấn đề mà tàu cá mất kết nối thì hiện nay tình trạng là khai thác cạn kiệt khai thác tận diệt vẫn còn xảy ra đó là ở nhiều nơi nhưng mà lực lượng thực thi công vụ kiểm tra trên biển khi mà phát hiện thì do thấy rằng là những cái trường hợp vi phạm này là có cái cuộc sống rất là khó khăn do đó là nương tay đó nghĩ rằng là nếu mà áp dụng chế tài xử phạt nặng thì người vi phạm người ta cũng sẽ không có khả năng nộp phạt mà đời sống hoàn cảnh của gia đình thì nó rất là khốn khó chính vì vậy thì thường là những cái trường hợp như là cào bờ dịp mé thì thời gian qua là cái việc mà xử phạt chỉ áp dụng đối với những cái trường hợp giống như đã nhắc nhở rồi mà còn tiếp tục tái diễn thì xử phạt còn thường đó là chỉ là à, lập biên bản sự việc rồi cho cam kết đó không thực hiện vi phạm nữa đó thì chính vì vậy mà à, cái tình trạng mà xử lý vi à, phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đặc biệt là những hành vi mà liên quan đến khai thác yêu yêu thì thời gian qua là cũng còn chưa triệt để. do đó là tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh cũng đã chỉ đạo là trong thời gian tới là các ngành các cấp và các địa phương phải tăng cường phối hợp và đẩy mạnh ở việc xử lý vi phạm hành chính đối với tất cả các cái trường hợp mà vi phạm khai thác yêu yêu. Cảm ơn những thông tin của bà Lưu Thị Trang Đài. À, chúng tôi muốn trao đổi với đại tá Nguyễn Văn Tranh. À, thưa đại tá là cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, thì à, thời gian qua Bộ Tư lệnh Dùng đã à, được đánh giá là phối hợp tốt trong công tác tuyên truyền cũng như là vận động ngư dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật khi à, tham gia khai thác thủy sản trên biển. Như vậy thì à, đại tá có thể cho biết đâu là nhân tố mang đến kết quả đó ạ? À, xin chào tất cả quý khán giả đang xem truyền hình đối với Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn thì chúng tôi cái phạm vi quản lý vùng biển thực thi pháp luật trên biển thì ở bốn cái vùng biển của bốn tỉnh gồm có Kiên Giang, Cà Mau, bạc liêu và sóc trăng. À, chúng tôi xác định là cái vùng biển của Kiên Giang là cái vùng biển trọng điểm trong bốn cái tỉnh này, thế nên là trong cái thời gian qua ấy, thì với cái sự nỗ lực và được cái sự đánh giá như phóng viên vừa nêu thì chúng tôi thấy rất là cảm kích và cũng xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà cũng như các cái cơ quan ban ngành đã phối hợp tốt với chúng tôi trong cái thời gian vừa qua. đi vào trả lời cái câu hỏi của phóng viên nêu ấy, thì chúng tôi phải thấy rằng thế này. cái yếu tố cái nhân tố quan trọng để giúp cho chúng tôi hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật rộng rãi rồi hiệu quả trong nhân dân trong cái thời gian vừa qua ấy, thì chúng tôi xác định như thế này thứ nhất ấy, là chúng tôi đã có cái sự phối hợp rất là tốt và đảm bảo theo đúng cái nguyên tắc cũng như là thực hiện đúng theo cái chỉ đạo của các cấp các ngành trong cái thời gian qua cái này là cái mà trước kia thì chúng tôi cũng chưa chưa đạt được nhưng mà từ khi mà luật thủy sản ra đời và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 thì trên cơ sở cái hành lang pháp lý đó thì chúng tôi đã triển khai cái công tác phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của tỉnh từ cái cơ quan như sở Tư pháp, bộ đội biên phòng, công an, sở nông nghiệp đặc biệt là cái sở nông nghiệp phát triển nông thôn. À, cũng như là các cái cơ quan báo đài để chúng tôi tổ chức à, tuyên truyền phổ biến pháp luật à, trong nhân dân à, và cái thứ hai ấy, là thông qua cái cái công tác phối hợp để chúng tôi bàn bạc à, đưa tới cái biện pháp để làm sao mà phổ biến tuyên truyền pháp luật nó có hiệu quả à, chúng tôi tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân trong thời gian vừa qua thì các ông chí và bà con cũng biết là cảnh sát biển vùng 4 đã triển khai phối hợp với sở nông nghiệp phát triển nông thôn, sở tư pháp, bộ đội biên phòng rồi cả công an đặc biệt là ủy ban nhân dân các xã, các huyện thị ven biển của tỉnh nhà, tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi phổ biến tuyên truyền pháp luật cho tất cả các cái đối tượng ở trên địa bàn đặc biệt là những cái người dân mà có người thân có cái phương tiện hoạt động trực tiếp trên biển. trong thời gian vừa qua chúng tôi đã tổ chức uh, tuyên truyền phổ biến sâu rộng cái luật thủy sản, các cái văn bản quy định của pháp luật liên quan đến thực hiện cái cái luật thủy sản như là nghị định 42, nghị định 26 uh, các cái quy định về vùng biển của chúng ta được khai thác và các cái quy định mà uh, chúng ta phải chấp hành nghiêm những cái điều cấm của luật thủy sản nêu ra nó cũng là những cái điều cấm mà ủy ban ec vừa qua đã nêu ra cho chúng ta với cái quyết tâm là chúng tôi sẽ phổ biến cho bà con ngư dân của tỉnh nhà nói riêng của các tỉnh có cái hoạt động khai thác thủy sản trên biển nói chung sẽ xác định tốt cái vai trò trách nhiệm trong cái chấp hành pháp luật và thực hiện nghiêm cái chủ trương quan điểm của đảng cũng như là cái chính sách pháp luật của chính phủ của nhà nước để chúng ta tiến tới chấm dứt cái 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 việc mà EC uh, cảnh cáo cái thẻ vàng của chúng ta. Cảm ơn những thông tin của đại tá Nguyễn Văn Tranh. À, tiếp theo chúng tôi muốn trao đổi với đại tá Nguyễn trường Giang. Thưa đại tá, à là cơ quan được giao nhiệm vụ chính đó là trong điều tra cũng như là xử lý đối với tàu cá vi phạm à dùng biển nước ngoài. Thực tế hiện nay à, đâu là điểm nghẽn là hạn chế cần phải tháo gỡ phải được giải quyết để mà nâng cao hiệu quả xử lý đối với các vụ tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài nhằm đáp ứng được yêu cầu của EC. Trong cái thời gian qua, tuy là cái tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài đã đã có giảm nhưng mà vẫn còn xảy ra. Đấy. thì trong cái quá trình điều tra xử lý các vụ việc có liên quan đến tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì bộ đội biên phòng kiên giang là thấy là có một số cái cái điểm nghẽn và một số cái bất cập cần phải thao gỡ trong cái thời gian tới cái thứ nhất đối là đối với cái quy định của pháp luật thì về quy định của pháp luật thì hiện tại là đối với điều 20 của nghị định 42 đấy, thì quy định là xử lý đối với chủ tàu cá là có cái tàu cá là khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài nhưng mà quá trình cái thực hiện cái hành vi vi phạm này thì là là do là trực tiếp là cái người thuyền trưởng là là tiến hành cái hành vi là đưa tàu cá sang khai thác ở vùng biển nước ngoài Đấy. còn chủ tàu là cái người là chỉ, chỉ là người ở trên bờ thôi nên là quá trình là xảy ra cái việc mà lực lượng nước ngoài bắt giữ đấy thì chủ tàu là cũng không biết được cái thời gian địa điểm xảy ra và và xảy ra nó như thế nào và không biết là cái tàu đấy là đang khai thác hay là có khai thác thủy sản trái phép hay không đấy. đấy bên cạnh đó thì là cái người trực tiếp thực hiện cái hành vi đó là chủ tàu thì lại trong cái chế tài xử phạt vi phạm hành chính để cũng chưa quy định đối với xử lý với đối với chủ tàu thế thì cái này cũng còn một số cái bất cập về cái cái quy định của pháp luật đấy cái người trực tiếp sự thực hiện hành vi đó thì lại pháp luật cũng chưa quy định à, xin cảm ơn những thông tin trao đổi của đại tá nguyễn trường giang à, chúng tôi muốn trao đổi với bà lưu thị trang đài à, thứ ba trong thực hiện các cái trình tự thủ tục để mà xử lý vi phạm hành chính đối với tàu cá khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh kiên giang thời gian qua cũng gặp nhiều khó khăn và trở ngại là cơ quan tham mưu chính cho quỹ ban nhân dân tỉnh thì theo quan điểm của ngành tư pháp thì đối với cái tình trạng này đâu là yếu tố khách quan và đâu là yếu tố chủ quan chúng tôi nhận thấy rằng là những cái khó khăn hạn chế hiện nay đối với vấn đề mà xử lý vi phạm đối với tàu cá đó là vướng mắt À, trước nhất đó là về nhiều nhất đó là về cái trình tự thủ tục uh, và uh, trình tự thủ tục để mà xác lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính thì uh, cái uh, khó khăn trở ngại đó là nó uh, xuất phát bởi những cái yếu tố sao uh, về cái yếu tố chủ quan uh, đó là uh, về cái tinh thần trách nhiệm uh, cũng như là cái nhận thức uh, của một bộ phận uh, cán bộ công chức viên chức trong thực thi nhiệm vụ phát hiện tham mưu xử lý tàu cá vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài thì chưa có được tốt lắm nói chung là thời gian qua cho thấy là có nhiều trường hợp là khi mà có thông tin thì cái việc mà phối hợp để mà xác minh thu thập thông tin xử lý là còn chậm do đó là có nhiều cái trường hợp là kéo dài chưa có thu thập được cái tài liệu chứng cứ để mà xác lập cái hồ sơ xử lý vi phạm. Còn về khách quan thì hiện nay là chủ yếu là do cái quy định của nghị định 42 thì nghị định 42 thì quy định là cái hành vi mà vi phạm khai thác trái phép vùng biển nước ngoài là xử phạt đối với chủ tàu cá. Tuy nhiên thì trên thực tế thì cũng còn nhiều cái quan điểm là tranh cãi thế nào là chủ tàu cá là người đăng ký phương tiện tàu cá hay là người thuê mua tàu cá. À, chính vì thế mà trong cái quá trình mà thực hiện nhiệm vụ thì à, các cái lực lượng mà thực thi công vụ là còn lúng túng trong vấn đề là xác định uh, chủ thể vi phạm uh, về cái khai thác trái phép vùng biển nước ngoài và một cái vướng mắt uh, lớn nhất đó hiện nay đó là xuất phát từ cái quy định tại điều 58 của luật xử lý vi phạm hành chính thì theo uh, quy định của luật xử lý điều 58 luật xử lý vi phạm hành chính đó, thì uh, uh, việc lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đó, là đòi hỏi là phải nêu rõ về thời gian, vị trí ở, xảy ra vi uh, phạm hành chính ở, và phải mô tả được cái vụ việc vi phạm hành chính. thì chúng ta thấy rằng là các cái trường hợp mà tàu cá vi phạm khai thác trái phép dùng biển nước ngoài là vi phạm ở vùng biển nước ngoài thì khi mà bị lực lượng chấp pháp nước ngoài họ bắt giữ, họ thông tin ở, thì chúng ta chỉ có được cái thông tin vỏn vẹn là à, tàu cá là của tỉnh kiên giang số ký hiệu đó là vi phạm khai thác cái phép dùng biển của malaysia hay indonesia hay thái lan nhưng mà chúng ta không có cái thông tin dữ liệu cụ thể về vị trí tọa độ tàu cá vi phạm cũng như là à, cái à, việc thực hiện hành vi vi phạm đó là có sự chỉ đạo uh, của uh, thuyền trưởng của chủ tàu và nó diễn ra như thế nào thì chúng ta không có được là vì lực lượng chấp pháp của các nước khi mà người ta bắt được tàu cá của chúng ta thì họ không có cung cấp cho chúng ta văn bản tài liệu về việc mà tàu cá vi phạm mà để mà thỏa mãn các cái vấn đề mà ở tại khoảng ba điều năm mươi tám luật xử lý vi phạm mình chính đã đặt ra do đó là À, vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai thì à, khi mà tàu cá là bị bắt giữ ở nước ngoài thì thuyền trưởng cũng như các cái thuyền viên là hầu hết là bị giam giữ ở nước ngoài do đó thì à, cái cơ quan mà tiếp nhận được cái thông tin về tàu cá vi phạm Nguyễn nước ngoài cũng không thể làm việc được với thuyền trưởng à, cũng như là thuyền viên đi trên tàu để mà thu thập lời khai của họ để mà lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với chủ tàu cá. Thì hiện nay là những cái vấn đề đó thì Sở Tư pháp cũng như là các cái sở ngành có liên quan trong ban chỉ đạo EU cũng đã là phối hợp và tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh để mà có kiến nghị với Bộ Tư pháp với Trung ương và có cái hướng tháo gỡ. Cảm ơn những thông tin trao đổi của bà Lưu Thị Trang Đài. Thưa đại tá Nguyễn Văn Tranh, nhiều vụ việc có nguy cơ vi phạm ở vùng biển nước ngoài đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Là lực lượng chính tham gia xử lý thì đồng chí có thể cho biết quan điểm, nguyên tắc, hiệu quả trong xử lý vi phạm EU của cảnh sát biển trong thời gian qua cũng như là hiện nay như thế nào? Vâng, cảm ơn đồng chí. Từ tháng 7 năm 2021 thì Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4 của chúng tôi được giao nhiệm vụ là chủ trì tuần tra kiểm tra kiểm soát ở cái vùng khơi và vùng biển giáp ranh với của Việt Nam tiếp giáp với Campuchia, Thái Lan, Malaysia. Đây là cái vùng biển mà chúng ta đang quyết liệt để ngăn chặn cái vi phạm. Thời gian qua thì chúng tôi quán triệt cái chỉ đạo của cơ quan cấp trên của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và của địa phương đặc biệt là những cái văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân các tỉnh trong đó có tỉnh kiên giang thì chúng tôi thực hiện là xử lý nghiêm minh các cái vi phạm à, tất nhiên thì trong cái quá trình thực thi pháp luật thì chúng tôi phải căn cứ vào các cái tình tiết cụ thể để xử lý trong cái xử lý cái quy định vi phạm về iuu thì nó rất là phức tạp và chúng ta cũng phải tính toán rất là kỹ, thế nên là thời gian vừa qua chúng tôi có cái tính toán là xác định những vấn đề nào thì chúng ta xử lý ở góc độ nào và giai đoạn nào thì xử lý cái cái vi phạm ở góc độ đó. Ví dụ như là cái giám sát hành trình chẳng hạn, thì chúng tôi phải tổ chức theo dõi, theo dõi nhắc nhở, đôn đốc, sau đó cố tình vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý ở đây thì có cái quy định của pháp luật là à, cái uh, giám sát hành trình khi mà chủ tàu rồi thuyền trưởng mà chấp hành không nghiêm duy trì không đúng rồi không khai báo khi mà thiết bị bị hỏng thì chúng ta sẽ xử lý à, thế nên là chúng tôi đã phối hợp tốt với uh, bộ đội biên phòng rồi uh, tri cục thủy sản để chúng tôi giả soát nắm cái 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 cái, cái, cái việc mà chấp hành về cái VMS này sau khi mà chúng tôi sàng lọc các cái tàu mà có cái biểu hiện là không khai báo khi thiết bị bị hỏng cố tình là ngắt các cái kết nối giám sát hành trình rồi vi phạm quá 10 ngày thì chúng tôi sẽ xử phạt đấy là cái thứ nhất cái thứ hai ấy, là các cái vi phạm mà lực lượng cảnh sát biển tuần tra kiểm soát trực tiếp trên biển phát hiện cái vi phạm lỗi EU thông thường ví dụ như là về hồ sơ tàu cá mang theo, về giấy tờ tùy thân của các thuyền viên, rồi về chứng chỉ bằng cấp chuyên môn, thế rồi về các cái 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 cái, cái ngư lưới cụ thì chúng tôi kiểm tra kiểm soát. Khi mà phát hiện các cái vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc. Ờ, tại sao mà phải xử phạt như thế? Chúng tôi xác định là chúng ta phải xử phạt nghiêm minh với cái quyết tâm là thông qua cái xử phạt đó nó thể hiện cái ý chí chính trị, cái quyết tâm chính trị của chúng ta là ngăn chặn các cái vi phạm về EU, ngăn chặn cái tàu cá của chúng ta vi phạm cái vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Để chúng ta mong muốn là EC sẽ tháo gỡ cái, cái, cái thẻ vàng cho chúng ta. Và chúng ta cũng khẳng định thông qua cái xử phạt nghiêm minh này để chúng ta duy trì cái sự phát triển bền vững cái nghề cá và chúng ta đảm bảo chấp hành nghiêm cái quy định hội nhập với quốc tế trong cái thời gian tới. Cảm ơn những thông tin trao đổi của đại tá Nguyễn Văn Tranh. Thưa đại tá Nguyễn Trường Giang, như vậy thì trong thời gian tới Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang sẽ có những giải pháp gì để mà ngăn chặn yêu thưa đại tá? Thưa quý vị và các bạn thì để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ cái giải pháp mà gỡ cái thẻ vàng cảnh báo của EC trong cái thời gian tới thì theo bộ đội biên phòng kiên giang sẽ tiến hành một số cái nhiệm vụ và giải pháp theo tôi bộ đội biên phòng kiên giang cái thứ nhất là phải tiếp tục quán triệt và thực thực nghiêm các cái chỉ thị nghị quyết của chính phủ của bộ quốc phòng bộ tư lệnh bộ, bộ đội biên phòng của tỉnh ủy ủy ban về cái công tác là đấu tranh phòng chống khai thác iuu cái thứ hai nữa là cái vừa là cái nhiệm vụ vừa là cái giải pháp nên là cái công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân ở đây thì bộ đội biên phòng thì như nãy tôi đã nói đấy, là đã áp dụng nhiều cái cái biện pháp trong cái công tác tuyên truyền vận động ngư dân từ cái công tác tuyên truyền tập trung đến cái công tác tuyên truyền là trực tiếp thông qua cái việc tuần tra kiểm soát kiểm soát tại cái trạm mà kiểm soát biên phòng ấy thì các cái tàu cá ra đây là tất cả các cái chủ tàu và cả thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu là chúng tôi đều tuyên truyền hết và có cái cam kết đối với chủ tàu và 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 các cái thuyền trưởng đây là không vi phạm vùng biển nước ngoài chấp hành tốt các cái quy định về, của pháp luật về khai thác thủy sản đấy. ngoài ra đấy thì trong cái thời gian tới đấy là chúng tôi sẽ phân nhóm để mà làm tốt công tác tuyên truyền nên là làm sao ấy? là đối với những cái nhóm mà có nguy cơ cao ấy, là chúng tôi phải có cái cái hình thức là tuyên truyền đặc biệt bởi vì là qua cái sàng lọc là những cái nhóm mà có nguy cơ cao về khai thác thủy sản bất hợp pháp và nhất là cái các cái nhóm mà đưa cái tàu cá ra vùng biển nước ngoài thì chúng tôi là sẽ có cái tổ chức để tuyên truyền nó sâu và rộng hơn đặc biệt là đến từng cái cái chủ tàu và cái thuyền trưởng đấy là đối với nhóm nguy cơ cao. Bên cạnh đó đây thì về cái để mà giải quyết được cái vấn đề này chống khai thác IUU thì qua cái công tác kiểm soát ấy là tất cả là phải đảm bảo là 100% các cái phương tiện phải đảm bảo đầy đủ thủ tục giấy tờ và các quy định trang thiết bị thì chúng tôi mới cho xuất bến. Nhất là đối với lại các cái trang thiết bị như là giám sát hành trình Đấy, thì khi mà qua bến thì các các phương tiện phải đảm bảo oh, cái đầy đủ cái giám sát hành trình và đang hoạt động thì chúng tôi mới cho xuất bến. Đấy, bởi vì là trong cái thời gian qua thì nhiều cái về cái quy định về giám sát hành trình thì chúng tôi là cũng đã tuyên truyền rất là nhiều rồi. đấy Như đồng chí các đồng chí là ở các cái cơ quan ban ngành ấy thì đã là xử lý rất là nhiều vụ về cái vi phạm về giám sát hành trình. Đấy. Bên trong cái nội dung nữa là về cái công tác là thời gian tới đấy, thì là chúng tôi là sẽ là tập trung cái cao điểm tuần tra bởi vì là ở cái đặc hiệu thù của kiên giang ấy, thì là có cái nhiều bến bãi ngang đấy và cái lực lượng của bộ đội, đội biên phòng và các lực lượng chức năng thì còn mỏng nhiều bến bãi ngang nên là tổ chức là phối hợp với lực cảnh sát biển phối hợp với lại lực lượng của sở nông nghiệp phát triển nông thôn và các cái địa phương là tiến hành là tuần tra là ở các cái khu vực bến vãi ngang và các cái nơi mà các cái tàu cá mà có thể là uh, lẩn trốn neo đậu để hoạt động các hành vi vi phạm uh, uh, cái khai thác IUU. Đấy. Bên cạnh đó là phải đẩy mạnh cái công tác là điều tra xử lý các cái tàu cá vi phạm, dù là nhỏ nhất, các cái lỗi vi phạm từ nhỏ nhất. Đặc biệt là cái cái uh, đối với lại hành vi là uh, khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài thì sẽ phối hợp với lại các cái lực lượng chức năng làm sao là uh, nắm vững các cái quy định của pháp luật, rồi uh, các cái hành, các cái uh, đối tượng là uh, có hành vi vi phạm thì chúng tôi là sẽ tiến hành là điều tra, xác minh, là xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó đấy, là uh, đối với các cái hành vi vi phạm thông thường như là các cái hành vi là uh, không có bằng lái, không có bằng uh, máy trưởng rồi không có trong các thuyền viên không có trong danh sách sổ danh bản thuyền viên thì chúng tôi cũng là kiên quyết xử lý đấy, làm sao là tất tần tật các cái hành vi mà vi phạm pháp luật dù là nhỏ nhất thì là đều bị xử lý nghiêm minh đấy là công khai và các cái hành vi sau khi xử lý xong khai xong ấy, thì chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương để mà phát thanh trên các cái đài truyền hình phát và phát thanh của địa phương làm cái răn đe cho các cái đối tượng vi phạm khác bên cạnh những cái nội dung trên đấy thì chúng tôi còn phối hợp chặt chẽ với lại các cái lực lượng và các cái cơ quan của các cái tỉnh lân cận để làm sao là kiểm soát chặt chẽ cái tàu cá của kiên giang là đi khai thác ở các cái vùng biển của tỉnh khác và cái tàu cá của tỉnh khác là khai thác ở trên vùng biển kiên giang để là nắm bắt những cái tàu có nguy cơ là vi phạm cái khai thác iuu đấy. thì trên có một số cái nội dung là trao đổi với đại viên như thế. Dạ. Xin cảm ơn những thông tin của đại tá Nguyễn Trường Giang. Thứ bà Lưu Thị Trang Đài nhằm xử lý nghiêm à, tiến tới ngăn chặn à, có hiệu quả tình trạng tàu cá trong à, trong tỉnh của mình vi à, phạm à, dùng biển nước ngoài thì à, thời gian tới ngành tư pháp sẽ tham mưu thực hiện các cái biện pháp như thế nào thứ ba thì à, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của ngành tư pháp cũng như là vai trò nhiệm vụ của thành viên ban chỉ đạo AUU của tỉnh thì thời gian tới sở tư pháp sẽ tập trung tham mưu thực hiện một số cái giải pháp sau. À, thứ nhất là sẽ phối hợp với các cái um, sở ngành địa phương đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Ở trong đó là chú trọng um, nâng cao chất lượng của cái công tác giáo dục pháp luật để làm sao là thông qua cái mình vừa tuyên truyền vừa phổ biến nhưng mà mình giáo dục được cho các cái chủ thể về cái nhận thức pháp luật ý thức trách nhiệm trong cái vấn đề mà phòng chống khai thác yêu ưu thì tạo cho các cái chủ thể là cái chi thức pháp luật về phòng chống EU về cái tình cảm lòng tin và ý thức trách nhiệm trong cái công cuộc mà chung tay đấu tranh ngăn chặn khai thác EU bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định và hình thành một cái ý thức là thượng tôn pháp luật về phòng chống khai thác EU đặc biệt là qua đó giúp cho ngư dân có được một cái uh, tri thức và hình thành uh, một cái hành vi uh, xử sự đó uh, là khai thác thủy sản uh, có trách nhiệm để mà góp phần uh, là uh, tháo gỡ được cái cảnh báo thẻ vàng của OC uh, bên cạnh cái tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì Sở Tư pháp uh, sẽ uh, tham mưu uh, thực hiện tốt cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái công tác là tiếp nhận thẩm định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với tàu cá khai thác trái phép dùng biển nước ngoài và à, cũng là à, phối hợp với các cái đơn vị ở trong cái vấn đề mà à, xác minh thông tin, xử lý tàu cá vi uh, phạm vùng biển nước ngoài mà đang gặp khó khăn về trình tự thủ tục. Uh, rồi uh, là thông qua đó thì sẽ uh, phối hợp với các sở ngành uh, là tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh uh, đề xuất kiến nghị với Trung ương, đặc biệt là các cái cơ quan uh, cho bên cái hệ thống tư pháp, hệ thống xét xử uh, là uh, chỉ đạo thống nhất về Uh, xử lý tàu cá khai thác chế phép dùng biển nước ngoài. Uh, chẳng hạn như là chỉ tới đây là chỉ cần là khi mà có cái văn bản của lực lượng chấp pháp ở nước ngoài uh, thông báo uh, cho chúng ta về vấn đề là tàu cá uh, của kiên giang vi phạm khai thác chế phép dùng biển nước ngoài bị bắt giữ và chúng ta thu thập được lời khai của các cái thuyền trưởng ngư dân đi trên tàu cá thì chúng ta sẽ xác lập hành vi xử lý vi phạm hành chính đối với tàu cá khai thác trái phép dùng biển nước ngoài mà không cần phải là mô tả vị trí tọa độ thời gian địa điểm như là luật xử lý vi phạm hành chính đặt ra và một cái vấn đề nữa là thời gian tới thì sở tư pháp sẽ là tiếp tục là thực hiện tốt hơn nữa vai trò trách nhiệm của mình trong vấn đề là theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành do chủ tịch ủy ban nhân tỉnh đã ban hành. trong đó đặc biệt là các cái tàu cá bị xử phạt về hành vi khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. bởi vì là nếu như mà chúng ta đã xử phạt rồi mà không có kiên quyết trong vấn đề tổ chức thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cũng không nâng cao được cái cái tính là hiệu quả trong cái vấn đề mà đấu tranh ngăn chặn tàu cá khai thác trái phép vùng biển nước ngoài. Dạ, cảm ơn những thông tin trao đổi của bà Lưu Thị Trang Đài. Thưa đại tá Nguyễn Văn Tranh, mặc dù là vụ việc tàu cá vi phạm ở vùng biển nước ngoài trên địa bàn tỉnh được kéo giảm qua từng năm, tuy nhiên vẫn chưa được ngăn chặn triệt để. Như vậy thì nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu của EC đó là không còn tàu cá nào của Việt Nam sang khai thác trái phép với dùng biển nước ngoài. phạm vi cơ quan cảnh sát biển thì xác định nhiệm vụ trong thời gian tới như thế nào, thưa đại tá? Năm 2022 thì tỉnh Kiên Giang vẫn còn 19 tàu bị nước ngoài bắt giữ. Tất nhiên thì 6 tháng cho tới nay là cuối tháng 8 rồi thì chúng ta chỉ còn 3 vụ 5 tàu bị nước ngoài bắt giữ đây là cái giảm rất là sâu như phóng viên nêu và cũng là cái đáng mừng cho cái việc mà chúng ta duy trì ngăn chặn các cái vi phạm cũng như là cái ý thức của bà con ngư dân đã được đẩy lên cao và chúng ta đã tiến tới là hạn chế cái vi phạm. Tất nhiên cái này thì nó chưa đạt cái mong muốn nguyện vọng của các cấp các ngành trong tỉnh cũng như là cái lực lượng của chúng tôi đứng chân trên địa bàn. Tại vì mong muốn của chúng tôi là năm 2023 là chúng ta không có tàu vi phạm. Chúng ta chưa đạt được. Tôi nghĩ rằng cái với cái quyết tâm chính trị cũng như cái ý thức trách nhiệm của tất cả các cái lực lượng của địa phương cũng như các cái lực lượng của trung ương đứng chân trên địa bàn, chúng ta sẽ thời gian tới này sẽ không còn cái tàu cá vi phạm. À, thế nên là để mà thực hiện tốt cái nhiệm vụ này trong cái thời gian tới này thì uh, bộ tư lệnh cảnh sát biển nói chung và bộ tư lệnh uh, vùng cái sát biển bốn nói riêng đều uh, thể hiện cái quyết tâm uh, chính trị là sẽ thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của cơ quan cấp trên cũng như là cái sự phối hợp tốt với lại địa phương uh, thực hiện tốt cái, cái quan điểm lãnh đạo chỉ đạo của các cấp các ngành để ngăn chặn cái vi phạm EU Trong cái thời gian tới Chúng tôi tập trung chính vào Các cái mặt công tác Như là Chị Đài có nói đấy Thực là đi sâu vào cái cái cái, cái 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 Giáo dục phổ biến Pháp luật cho các cái, cái, cái Đối tượng mà chúng ta cần quan tâm Như là đối tượng có nguy cơ cao Đối tượng mà Có thể là có cái yếu tố là Chây về pháp luật À, thậm chí có những cái đối tượng là 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 cố tình là không có có về bờ à, thì cái đó là cái mà chúng tôi sẽ có cái xác định à, trọng tâm trọng điểm hơn trong cái công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật và chúng tôi cũng xác định là sẽ phối hợp um, sâu rộng hơn với lại các cái cơ quan truyền thông à, hiện nay thì chúng tôi phối hợp với truyền hình kiên giang à, cơ quan truyền hình trung ương rồi các cái báo đài, thế nhưng mà thời gian tới này chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cả các cái đài phát thanh của địa phương, rồi phát thanh của 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 tỉnh nhà đấy để chúng ta đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong nhân dân và có trọng tâm trọng điểm để làm sao mà uh, tạo cái ý thức pháp luật của bà con người dân của chúng ta uh, sẽ sẽ chấp hành nghiêm túc cái quy định của pháp luật thủy sản chúng ta sẽ giữ gìn cái vùng biển ổn định đảm bảo cái an ninh trật tự cái thứ hai ấy, là chúng tôi là lực lượng tuần tra kiểm tra kiểm soát trực tiếp trên biển thế nên là tất cả những cái vấn đề liên quan đến kiểm soát xử lý các cái vi phạm thì chúng tôi sẽ triển khai chặt chẽ hơn và nó đầy đủ hơn lý do là ở chúng ta cái trước kia thì nó còn có những cái mà chúng ta chưa đạt được về các cái yếu tố kỹ thuật này rồi thậm chí kể cả về các cái quy định pháp luật của chúng ta hiện nay cũng đang có cái bổ sung như như chị Đài đã nêu tức là chúng ta cũng đã có cái đóng góp để sửa đổi bổ sung cái nghị định 42 2019 để sao cho nó phù hợp. Thế rồi chúng ta tỉnh của chúng ta cũng đang tiến hành là cho đăng ký các cái tàu mà từ 6 m đến 12 m kiểm tra, giả soát lại toàn bộ. Hiện nay chúng ta có trên 9.500 tàu đã đăng ký cái 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 giấy cái, phép. Cái, 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 cái này là cái mà nó là rất tốt để chúng ta có cái công tác quản lý về ngay từ trong bờ uh, quản lý các cái thiết bị giám sát hành trình của tàu cá uh, để chúng ta có một cái đội tàu uh, đi ra ngoài khai thác nhưng mà trong cái phạm vi mà các cái cơ quan ban ngành có thể nắm được, có thể có cái sự chỉ đạo, có thể có cái sự liên hệ, liên hệ rồi trao đổi động viên của cái hội nghề cá kiên giang, cái đó là cái mà nó thể hiện cái mà nó mang tính chất là chấp hành nghiêm túc nhưng mà hoạt động tập thể và hoạt động có cái, cái 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 trật tự ở trên biển. cái thứ ba là chúng tôi sẽ kiểm tra kiểm soát trực tiếp các cái phương tiện trên biển những cái vi phạm về UU về cái hồ sơ giấy tờ, về hồ sơ thủ tục thuyền viên rồi về cái cái giấy phép khai thác là chúng tôi sẽ quan trọng những cái này. Đặc biệt là cái 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 chấp hành về cái giấy phép khai thác thủy sản. Hiện nay có rất nhiều các cái cái cái, cái, cái tàu mà giấy phép khai thác thủy sản sắp hết hạn. Thì chúng tôi cũng đã thông báo cho địa phương là phải có cái dự lệnh tức là phải trao đổi với các cái chủ tàu để yêu cầu tàu về bờ chúng ta tránh cái trường hợp là cái tàu mà đi ra ngoài khai thác hết giấy phép mà không trở về thậm chí còn coi đấy là tàu ma thực ra thì mỗi con tàu của chúng ta hoạt động trên biển nó là cái cột mốc sống nó là cái ý nghĩa để chúng ta bảo vệ cái cái chủ quyền vùng biển của chúng ta cái ý nghĩa đó thì trong các cái năm qua thì đã được đánh giá rất là cao và bà con ngư dân chúng ta đã góp phần làm nên cái sự giàu có của quê hương đất nước. À, tuy nhiên thì nó chỉ có một cái số rất nhỏ là bà con chấp hành nó nó vẫn chưa nghiêm cái quy định của pháp luật. Và động cơ chính thì chúng tôi xác định là cái động cơ về kinh tế. Thế nên là riêng các cái đối tượng mà vi phạm cái vùng biển nước ngoài thì chúng tôi sẽ nghiêm túc xử lý triệt để và xử lý nặng các cái hành vi vi phạm này, chúng tôi sẽ tham mưu cho cho các cái cơ quan của ủy ban dân tỉnh để tham mưu cho chủ tịch tỉnh làm sao xử lý nghiêm khắc các cái vi phạm này, thì chúng tôi sẽ giữ được cái 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 an ninh trật tự trên biển, làm sao mà có thể là giảm thiểu cái vi phạm của tàu cá của chúng ta cũng như là ngăn triệt để không cho cái tàu cá vi phạm cái vùng biển nước ngoài. Xin cảm ơn. Cảm ơn những thông tin trao đổi của đại tá Nguyễn Văn Tranh. Thưa quý vị và các bạn, EC rút thẻ vàng đối với Việt Nam được xem là cơ hội để ngành khai thác thủy sản Việt Nam đánh giá lại tình trạng, tổ chức lại sản xuất và hoàn thiện hệ thống quản lý nghề cá. Rõ ràng, EU không chỉ là rào cản, không chỉ là phép thử mà là dịp để toàn ngành thủy sản, đặc biệt là mỗi ngư dân trên biển, phải tự nhìn nhận lại mình và tự thay đổi mình để vừa tháo gỡ thẻ vàng, đồng thời vừa hướng tới một nền thủy sản thật sự phát triển và bền vững như kỳ vọng của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các vị diễn giả đã nhận lời mời tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.